Rồi, bây giờ thầy bắt đầu xem nhá. Vâng ạ. Xem các video của thầy thì biết là ý nghĩa của cung mệnh là gì rồi đúng không? Vâng ạ. Các cung là ý nghĩa biết hết rồi đúng không? Vâng. Rồi. Con học nhiều thứ mà thầy biết là hay của thầy còn ghi rất nhiều sổ của con. À, cung mệnh của con là có sao cự môn. Cự môn hãm địa đúng không? Cự môn hãm địa. Thiệt hài đúng không? Vâng ạ. Sao cự môn hãm địa này là ngày bé ấy là hay nói dối. Hay nói dối. À vâng. Bây giờ con muốn hay nói dối là con sợ mãi rồi cái tính nói dối ạ. Cái sao cự môn là cái sao mà hay nói dối. Cự môn hãm địa. Mà cãi nhau thì không ai lại được. Vâng. Rất may cho con là có cái sao tấu thư tại mệnh ấy. Nó làm cho cái sao cự môn nó bớt xấu đi. Vâng. Rồi là có sao tả hữu, tả phù hữu bật chiếu mệnh ấy, nó làm cho mình lại người có nhiều người tin tưởng. Có nhiều người giúp đỡ mình, tin tưởng mình. Rồi lại thêm tròm hóa lộc chiếu thẳng vào cung mệnh nữa, cung thiên di ấy. Vâng. Hóa lộc chính là khả năng buôn bán, nên bây giờ đi buôn là đúng rồi. Vâng, trước giờ con đi hơn chục năm công tác chẳng được gì chơi vơi hết. Tiếp nữa là cung thiên di có sao thiên đồng cũng chủ về hay thay đổi. Vâng. Nên là đang đi làm nhà nước rồi đi về thì đi thay buôn. Đổi đúng rồi, thay đổi xoay chạy. Đúng rồi, thay đổi xoay chạy. Nói là cái sao thiên đồng là sao nó không ngái nên nó cứ thay đổi liên tục, hết nhập đọc nhập kia. Đúng rồi, sao chuyên nhảy việc nha. Vâng. À, mệnh thì rất may là có cái trò mã khốc khách đóng cung quan lộc. Vâng. À, tròm này gọi là tròm quý nhân phù trợ. Vâng. Đấy. Rất chuyện nhưng mà cái mệnh của mình là mệnh thổ. Mệnh thổ là sao trung thổ đúng không? Vâng. Nhưng mà có cái sao thiên mã của mình nó là đóng của cung mộc. Vâng. Khác nhau. Thế là không tốt. Ờ, nên là cái tròm mã khốc khách này không làm, mình không làm diễn viên được. Vâng. Nhưng mà nếu mà kiên trì theo nghề làm tử vi ấy thì con cũng sẽ rất nổi tiếng. Con ạ. Ừ, bởi vì con có hóa khoa nằm cung tài bạch chiếu mệnh này, văn xương này, tứ linh chiếu cung thân này nhá. Vâng. Rồi lại có thêm thiên quý chiếu cung thân này, mà cung tài bạch có thái dương miễu địa rực sáng. Vâng. Đó, rất thông minh. Vâng. Cái cơ bản là cái sao thái dương nằm tại ngọ này là sao siêu thông minh. Vâng. Nên là học rất nhanh. Đúng không? Vâng, nhưng mà thầy có nói trong video này thái dương là hay sợ bị đột tử rất dưới. Đúng rồi, đúng rồi, vì sao thái dương của con nằm cung thân lại có các tăng môn kình dương và hỏa linh đóng đồng cung nữa. Vâng. Nên là về tuổi thọ ấy là dễ bị sau này dễ bị bệnh liên quan đến đến máu huyết huyết áp. Vâng. Huyết áp cao. Vâng. Vâng. Năm nay mới 42 tuổi nên là chưa xuất hiện. Nhưng mà trong lá số này là từ năm 53 tuổi trở ra là xuất hiện huyết áp. Huyết áp. Năm 53 trở ra là con có cả địa không địa kiếp chiếu. Đúng không? Phục binh chiếu, đúng chưa? Thiên hình chiếu, đấy, phi liêm vong thần chiếu, đấy. Toàn những sao rất xấu chiếu vào năm đại vận 53. Nên là những năm đấy là thì những cái nó làm cho mình dễ bị huyết áp và dễ mất. Còn từ 43 trở ra thì tốt, sang năm trở ra từ năm 2018 trở ra thì rơi vào cái tròm thiên tài gặp mã khốc khách đại hao hóa quyền. Lúc đấy là khả năng của con về tâm linh là vượt trội. Biết về tử vi tương đối nhiều và có thể đi giải tử vi cho người khác được rồi. Con từ hồi con xem vào thời mà tự nhiên là con tự nhiên xem thì cho người ta con lấy đa số là con nằm ra con bảo cứ có những cái gì thì con xem nghe thầy nói cái gì rồi con ghi là con cứ học theo thế là con cũng nói sang người ta cũng bảo đúng. Siêu đấy cung phúc đức của con các thời trên video như ông Lê Đức Vương cứ thầy gì trẻ cứ thầy dọn nói xấu thì kia con bảo nghe mãi cũng không thêm vào tai như từ đợt vợ con nghe vào thời con thấy phù hợp quá. Thầy đang làm các thầy đang đào tạo các khóa học online cho mọi người. Cái bài giảng mà thầy dạy cho mọi người chia thành 6 lớp. Bài bản hơn cái những cái video hướng dẫn của thầy trên cái này nhiều. Và nhưng mà học thế có được xa thì chẳng học được như thầy ạ. Thầy dạy trực tuyến này này. Trực
chuyển trực tuyến, nhưng mà lệ phí mà có cứ đóng vào thì chuyển những cái video cho con nó xem thì đấy. Ngoài cái việc mà xem các video của thầy ra thì còn được thầy trao đổi trực tiếp như thế này này nhiều lần. Học trên Facebook ấy. Nghĩa là thầy livestream xong rồi mọi người cùng học với mấy thầy, xong rồi hỏi các câu hỏi trả lời trực tiếp. Rồi con xem lại con đăng ký học rồi này. Họ thích môn này lắm, tại từ bé thôi cũng có cái tính thích môn tử vi này. Với trước kia là con nghịch lắm tại lúc tập thanh niên là con đi làm cán bộ con chơi bời lắm. Đấy thầy chia thành năm sáu khóa, năm khóa học chính thì mỗi khóa có 2 triệu thôi mà. Vâng. Nên là đăng ký đi nhá, đăng ký đi xong học cho nó bài bản, bởi vì không có cái gốc ý, thì có gì thì con cứ điện nói chuyện với em ấy là đấy. Hoặc là vào trang tử vi việt nam.info ấy, ở trong đấy là có các bài giả, các khóa học rồi, vào trong đấy đăng ký. Vâng, trang nào anh đây ạ? tử vi việt nam.info. vâng vâng nha. Ở trong đấy tất cả khóa học và nội dung khóa học là khóa 1 gồm gì, khóa 2 như thế nào, khóa 3 như thế nào là thầy đã có hết rồi. Vâng vâng, trong đấy mà nghiên cứu xong rồi tham gia các khóa nhá. Vâng. Nghe là trong cái năm nay của con, bây giờ thầy nói nhiều về cái cuộc đời con nhá. Thật ra thì cuộc đời là con là thiệt là cái mệnh nó là cự môn hãm, thì chắc chắn con sẽ không to cao được. Vâng. Đúng không? Vâng, con cũng không cao người, không cao. Đấy, hơi chót chót người. Vâng. Nhưng mà bù lại của con ấy là cung thân cư tài bạch, có sao Thái Dương nằm ở đây ấy, nên là kiếm tiền một cách sắc bén, nhạy bén. Và 43 tuổi trở ra mới kiếm được nhiều tiền, nghĩa là từ sang năm. Vâng, sang năm con trộn cái sang năm là 43 tuổi này rồi, thì đại vận đấy cũng vấn đề nhiều thật. Đại vận 43 là con có đại hao, đúng không? Vâng. Đúng rồi, có hỏa linh chiếu đúng không? Vâng, con xem nhưng nói có nhiều nói về chạy trong chóc quá, nói các sao về tan thì con cũng ngại, con mới no với điểm. Nhưng mà có thiên tài, thiên mã đóng ở đấy. Vâng. Rồi có hóa khoa, phượng các, văn xương, thiên quý. Đấy, vâng. Có hữu bật, có hóa quyền chiếu nên là cứ yên tâm, thiên khôi chiếu, nghĩa là tổng các sao tốt ấy nó chiếu vào cái đại vận đấy nhiều hơn là sao xấu. Được chưa? Ngoài ra thì khi nó vô chính diệu thì con lấy cái sao cung vợ này này, có thiên cơ vượng địa, thái âm vượng địa này chiếu thẳng cái cung quan lộc để luận, thì con thấy có sao Lưu Văn Tinh ở đấy không, học hành đó. Ví dụ thầy xem trong lá số này thầy biết là sang năm con đi xem tử vi kiếm tiền được rồi đấy này. Vâng, con biết sao, con nói là cái duyên tự nhiên con xem đi, con ra đường rồi con hay ham chơi cờ, hiểu hiểu thế không? Có người nói thế không, từ hồi xem mà thời đấy con nói chào thế, thế thì bây giờ người ta cứ tết người ta đến nhà con xem. Đấy, siêu luôn. Vâng, nhưng mà con trước thầy bảo phải có tứ ninh chiếu mệnh thì mới xem được, nhưng tôi bảo con thì cũng phúc đức thì có tứ ninh chiếu à. Con cũng không tứ linh chiếu thân còn gì nữa, cung thân cư tài bạch ấy. Vâng. Nha, phượng các nóng đấy này, đúng không? Vâng. Bạch hổ từ cung Phúc Đức chiếu thẳng lên này. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, là cũng rồi về cung, nghĩa là cung quan lộc của con thì lại có Long Trì này, từ cung vợ chiếu sang này, Ân Quang Thiên Quý chiếu về cung quan lộc này, nghĩa là làm những việc liên quan tới tâm linh được. Vâng. Ừ. Nhưng mà để xem mà lại lấy tiền của người ta thì phải có lễ. Vâng. Phải có lễ ra để xin được làm. Con thì người ta vẫn cứ dối con tiền thì con còn lấy đâu. Đúng rồi. Cứ dối con là tôi đây xem thử, chậm xem cho có đúng không, các bạn nghĩ làm thế. Con không có làm lấy đâu, con là cứ ăn, cứ để lại tiền thế. À, thầy ngày xưa phải xem cho hàng mấy nghìn người không lấy tiền. Vâng. Thầy ngày xưa là không có dám lấy tiền của ai hết. Vâng. Nhưng khi mà từ lúc mà thầy phát nguyện là làm cái việc tâm linh này để xây đền chùa này, để làm có phương tiện để làm những việc nó lớn hơn, hoặc là có điều kiện để làm các video này để truyền bá cái môn tử vi của Việt Nam này này, thì thầy bắt đầu mới dám lấy tiền để có lễ làm. Có cái việc đấy thì sau này thầy sẽ là đệ tử rồi thầy sẽ hướng dẫn một cách chu đáo. Bởi vì xem tử vi này á, là khi mà mình không chuyên nghiệp ấy, là mình nói ra mình khi mình đã nói đúng rồi là mình bị một cái tội là tiết lộ thiên cơ.
tiết lộ thiên cơ là một cái tội. Vâng. Ừ, nếu như mà chúng ta tiết lộ thiên cơ mà là mà có ích, mà làm cho cái con người mà mình tiết lộ ấy họ tốt lên, họ thành con người thiện hơn, thì mình sẽ lấy cái công đức đấy bù lại cái phần tiết lộ thiên cơ thì lại tốt. Đấy, mà xem cho một cái con người nào đấy mà mình tiết lộ thiên cơ mà để cho người ta trục lợi hoặc là để người ta là lại còn ác hơn thì không nên. Đó, ví dụ như là người ta đưa một lá số tử vi của một đối thủ của người ta bảo là xem cái năm xung tháng hạn của đối thủ của người ta là năm nào để người ta triệt hạ. Nếu người ta triệt hạ thì đấy là mình gây nghiệp. Đúng rồi nhá. Thì khi xem tử vi thì phải biết được cái mục đích cái người đi xem làm gì, và chúng ta nói những cái gì mà nó làm cho cái con người này nó tốt hơn, tìm cái điểm mạnh để cho người ta phấn đấu. Ví dụ như hôm nay là thầy thấy tìm cái điểm mạnh của con là gì, có khả năng là con có thể là một cái người xem được mệnh cho người khác. Vâng. Nghề xem tử vi được gọi là nghề đoán mệnh. Đấy. Nghề đoán mệnh. Và môn xem tử vi được gọi là môn xem về mệnh lý. Được chưa? Thầy nói như thế bởi vì thầy phát hiện ra con có một ông mãnh ở trong họ ấy rất là thiêng. Và có thể giúp được con. À? Ông mãnh. Vâng, đúng, thế là con đang có ông mãnh. Ông mãnh đang nói chuyện với thầy này, như là muốn giúp con để con tốt. Thầy nói hai cái là phân lượng hết sẵn người, không biết ông từ năm ngoái thì con đi xem nhiều chỗ, người ta bảo là nhà có ông mãnh thiêng lắm, mà chỉ có thắp hương vào thì con sẽ thắp hương cho ông. Đúng rồi, ông đang nói chuyện với thầy đây. Vâng. Thì coi cung phúc đức nhà con xem nó có vấn đề gì không thầy? Cung phúc đức của con có sao thiên lương thì cái sao đấy là sao tốt. Lại nhưng mà vì sao tuần nó đóng cung sao thiên lương ấy, sao tuần nó đóng cung phúc đức ấy, nên là cái việc phần âm và phần trần của con, cái sự giao tiếp nó chưa được trực tiếp. Nó vẫn thông qua kênh khác hoặc là vẫn nó bị bao phủ bởi cái sao tuần. Nên là muốn làm thầy một chuyên nghiệp ấy, thì người ta phải phá cái sao tuần nằm cung phúc đức ra. Đấy. Làm thầy là cái gia tiên phải rất mạnh. Phá cái sao tuần đi là giải được gì thầy? Phá sao tuần thì người ta có một cái lễ gọi là độ âm. Vâng. Không phải xuống trước thầy không? Hay là con cứ ở nhà con làm thủ tục thầy dạy con ấy làm thầy. Hôm nào phải xuống chỗ thầy chứ. Thầy hướng dẫn một cách bài bản việc đấy. Để cho tất cả gia tiên của chúng ta cùng mạnh để giúp đỡ mình. Nhưng mà con nói thật thầy, những nhà con là các người này, bốn người này nó cũng không giàu và không nghèo nữa đâu. Chúng con không thấy nỗi nào đâu mà như là ăn suốt những cơ thiệt cho người ta được. Ừ. Đó, nhà con 4 nước này con nghĩ là đêm mà đập nghỉ và nguyên lý do gì. Rồi, sau này con cứ làm thầy hướng dẫn để mà cái mệnh cả họ nhà con. Vâng. Ừ. Con nhìn cũng không đức nhà con có cả hóa khoa hay là khoa quyền chiếu đấy. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, nên là xem tử vi ấy, là người ta xem cung nào người ta cũng xem là tam hợp xung chiếu, rồi xem nhị hợp nhá, rồi cái cách cục rồi đại tiểu vận nó đóng cung nào cũng thế, chứ không phải xem mệnh người ta mới xem mệnh tài quan tam hợp với nhị hợp đâu nhá. Thì những người mà mới bắt đầu xem tử vi ấy, thì người ta cứ quan trọng cung mệnh, nghĩa là cứ mệnh thế nọ thế kia người ta xem, chứ thật ra các cung khác người ta không xem. Nhưng khi mà xem một cách bài bản là phải xem đầy đủ tất cả các cung tam hợp nhị hợp xung chiếu, hiểu không? Đó thì đưa ra kết luận chính xác được. Nữa là tiếp nữa là cái phần mềm mà lập lá số tử vi ấy, nó phải chuẩn. Nó chuẩn thì nó an sao đắc địa vượng địa nó đúng đấy, rồi cái đại tiểu vận rồi nguyệt vận nó phải chính xác thì mình luận lá số tử vi nó mới chính xác được. Thì đăng ký khóa học 1 nên là thầy gửi cho cái phần mềm của thầy đang làm đây này, lập giống hệt như thầy mà làm. Con theo dõi thầy tí, thầy có những câu nói của thầy, câu nào mà quan trọng quan trọng ấy. Thầy là nói có những người mà vợ chân có nông mà thế nào mà có cô tắm lúc thầy tiền năm có thứ thầy nói là con tắm sợ hết. À, tốt. Vâng. Bây giờ lá số này của con năm nay nó rơi vào cung Sửu. Vâng. Cả đại vận, cả tiểu vận đều rơi vào cung Sửu nhá. Là cái năm mà có sự chuyển biến lớn. Thế thì năm nay rơi cung Sửu thì con rơi vào cung Điền Trạch. Đúng không? Điền Trạch của con có sao Thiên Phủ chiếu từ cung con chiếu về. Đấy, tam hợp có tử vi tham lang. Đấy. Rồi có sao cung Tần Ách cung Vũ phá
Lộc Tồn chiếu cung Điền Trạch. Nên năm nay cái chủ đề của con ấy là nhà cửa và đất cát. Huynh đệ anh em, sức khỏe, con cái và cung phúc đức. Đấy, thì những cái mối quan tâm của con là tam hợp, nhị hợp, xung chiếu. Và năm nay thì tốt hơn năm ngoái. Bởi vì cái sao tuần ấy, năm ngoái nó đóng vào sao cung phúc đức thì nó chiếm 20%. Còn nó khóa 80% cái cung phúc đức đấy. Nhưng năm nay nó sang cung Điền Trạch thì nó mở ra, nó chỉ khóa 20% thôi. Nên năm nay dễ chịu hơn năm ngoái 4 lần. Mà lại thêm hai sao Liêm Trinh Thất Sát nữa. Sao Liêm Trinh là nói là cái sao chỉn chu. Chỉn chu nhá. Tu tập, chỉn chu, thu vén. Còn sao Thất Sát nói lên cái khả nghĩa là cái sự bứt phá. Giống như cầm kiếm, cầm dao để khai phá, khai hoang, khai thác thêm. Hiểu ý thầy chưa? Đấy. Nên năm nay là những cái chủ đề đấy là làm cho mình có khả năng để mình có sự chuyển hóa lớn. Bởi vì rơi vào tròm sát phá liêm tham thì bao giờ cũng có cái sự chuyển biến, đúng không? Và năm nay của con là chuyển biến về mặt đất cát. Và cái những cái sao bên con là cái sao nhỏ là có sao Phúc Đức này, Thiên Đức, Thiên Y, Quốc Ấn. Đấy, thì chuyển biến về cả cái chuyện là Phúc Đức nữa. Đó. Thầy tin là năm nay con có cách tìm đường để hóa giải cho cung Phúc Đức cho con, để cho dòng họ con phát triển lên. Và sang năm có đại vận là 43 trở ra rơi cung Quan Lộc, là bắt đầu con sang một công việc mới. Sang năm làm việc mới đấy. Nên sang năm mà bỏ nghề đi buôn mà chuyển hẳn sang nghề đi đoán mệnh thì thầy cũng không bất ngờ, bởi vì đấy là số rồi. Con từ giữa năm ngoái đến năm nay thì con tự nhiên chán, không có đi buôn nghĩa, không có thích được, còn cứ nghĩ về cái xem cái tử vi của thầy mua để với người mua sách trên mạng con hay chọn cái sách tử vi đầu số thầy hôm vào cái Facebook ở đây có người thích đầu số thôi con mua luôn có thể vận động. Quyền đấy là nó rất là toàn diện, nhưng mà để mà thuộc được là khó. Khó thầy ạ, nhưng mà chính cái video của thầy dễ hơn. Đúng rồi, thì thầy cố gắng của thầy dễ hơn. Thầy cố gắng chuyển hóa nó thành. Video của thầy biết là tính từng tiểu đoạn nó dưới còn nó đỡ đọc thì là chẳng tính được. Đúng rồi. Trong cái lá số con gói thì nó khác không thể được con hết nữa. Nó khác một thứ là sang năm là con có ngày mới rồi. Đối với người đàn ông thì quan trọng nhất là mệnh, tài quan. Mệnh là cung mệnh của mình. Hai nữa là tài bạch, là tiền. Ba nữa là quan lộc. Thì sang năm quan lộc có sự thay đổi, dịch chuyển sang một cái mệnh mới. Đó. Và thầy tin rằng cuộc đời con rất tốt, bởi vì cung thân có thái dương nhíu địa mà. Sẽ thành công, rất thành công. Và cung thân mà hóa khoa mà đóng cung thân ý, thì học muộn, đi học muộn. Đấy, thì bây giờ vừa làm vừa học thôi. Học muộn rồi đây. Đấy, thì 42 tuổi mới đi học tử vi chẳng muộn à? 41, 42. Trước kia chúng con không đi vào học, con không biết đọc sách, nó là con không thích đọc sách tí nào, nó tự nhiên lên con hang, con tự nhiên ở với chồng. Đời quá thì con ạ. Nhưng mà bắt đầu từ năm... Trước kia thì chịu khó học thì tốt không, bây giờ ông già bố con bảo là trước kia chịu khó học thì tôi trước giờ chỉ chơi bời, bây giờ để học. Đúng thầy bảo đúng đến tuổi học muộn rồi. Đúng rồi. Thì năm ngoái nó rơi vào sao Thiên Lương đúng không? Sao Thiên Lương là sao tu tập, nên là con bắt đầu tu từ năm ngoái rồi. Vâng. Chính xác đúng không? Chính xác là năm ngoái con tự nhiên đổi quan hoàn, con người cả làng con nó bảo là con là nhân đổi tính rồi thế. Chứ con rượu chè các thứ con uống lên lắm, nhưng bây giờ bỏ hết sạch không có gì nữa. Tốt tốt tốt. Vâng, tự nhiên nó đổi tính tất thầy ạ. Thế là ít ra là thầy post các video lên mạng thì cũng thay đổi được một tính cách một ông. Thầy cho con đến đi ngồi trên mạng thì là cái em con có một cái ông anh trai con bác ạ, ông ấy cũng không hiểu đâu, con cứ đến con nói về chuyện tâm linh này ông không hiểu, nhưng ông cứ mà ông hay xem vào thời gian thì và nói về cung chúc đức, con cũng bảo là sau nhà mình nó không giàu được, người ta cứ phát triển mà mình không thua kém ai, mà sao cần cực như thế này thì con cho ông đào xem biết cho trắng ra của ông cứ nhiều không bảo thủ không nghe. Nghĩa là lý do là do ngày xưa nhà con ấy, nghĩa là cái ông ngũ đại và tứ đại nhà con là làm thầy. Vâng. Nên là không, các con cái đời này các con nhà không duy trì ai nữa, nên là không phát lên được. Hiểu không? Vâng. Kiểm tra. Thầy ông ngũ đại con có một ông chuyên ngoại ở ngoài chùa ở thầy. Đúng rồi.
nhá. Và đấy là lý do tại sao mà nhà con bây giờ nó cứ làng nhàng thế. Khi mà con đi làm thầy rồi ấy, thì nó sẽ thay đổi cái vận mệnh cho cả dòng họ đấy. Biết tại sao thầy luận được ông tứ đời, ông năm ngũ đại và tứ đại đi làm thầy không? Vâng, chưa biết thầy nhìn làm sao nữa, không thầy nói ạ. Cứ học bây giờ thầy hướng dẫn. Vâng, có thể và hay để ý thầy khi cái gì mà thầy nói tập trung vào cái gì quan trọng này, có thể quay lại video xem thầy nói cùng đấy có sao gì mà thầy luận đoán để thầy có vận dụng ở kia là con vừa để đi ngay. Thôi tạm thời chúng ta kết thúc ở đây nhá, thầy sẽ post cái video này lên mạng cho. Rồi thầy sẽ chuyển cho phần mềm mà tính được tháng như thế, cứ như theo thầy mà làm nhá. Vâng, không có gì mà con cần cái gì là con chào con liên hệ với thầy sau nhá. Rồi, ok. Vâng, con cảm ơn thầy nhá. Thầy chào nhá.